em có thấy là nhà nước nuôi em 8 năm tại trường văn hóa nghệ thuật quân đội là quá là lãng phí không? Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Lúc đi tắm. Dạ. Đây. Vào. Dạ, chị Sơn. Thế sắp đến ngày thi rồi, thi hát hò nào rồi? Hát được chưa? Em hát được rồi. Hôm trước em có nhớ anh nhắc cái gì không? Có. Là gì? Là vũ bao bướm. What the hell? Hôm nay anh muốn test lại với cái bướm cái xem nào. Em làm được rồi. Vũ lại nghe xem nào. 2, 3. Bướm vàng. Em anh đã bảo em vỗ vào bướm rồi cơ mà. Lạ thật đấy. Nó mãi mà em vẫn không chịu hiểu gì cả. Em có thấy là nhà nước nuôi em 8 năm tại trường văn hóa nghệ thuật quân đội là quá là lãng phí không? Sắp đến ngày diễn rồi mà em không chịu vỗ vào bướm gì cả. Cái này thì chết. Lại nhá. 2, 3. Bướm. Đúng rồi. Đó. Phải vỗ vào bướm như thế nhá. Bây giờ hát lại đi. Hai, ba. Bướm vàng cá đậu. Sai rồi. Vỗ trúng bướm rồi nhưng mà lại hát sai rồi. Nghe này. Được chưa? 2, 3. Bướm vàng cá đậu trái mũ rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Dù em thời thiếu nữ xa rồi, còn đâu bao đêm trăng thanh các dòng sông vui bên anh. Dù em thời còn gái kiều xa, em đâu ai tìm lá diêu bông, em xin lấy lão chồng. Lấy chồng. Em đi qua con đê mòn lối bò về, có chú bướm vàng anh theo em. Bố mà bướm đi. Đã bảo là vỗ vào bướm rồi cơ mà. Nghe này. Bướm vàng. Thấy chưa, anh vỗ đúng vào bướm cơ mà. Nghe lại nhá. Bướm vàng đã đầu gây mù rồi, lấy cho sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Đúng chưa? Vỗ vào bướm nhé.